mình gom cua nghe cả nhà. À, trên thao này á, là có hai loại cua, con nhỏ nhỏ như thế này á, là 1 kg 200 ngàn, và con hơi lớn như thế này là 250 đó, hơi lớn một xíu thôi là 250 nha cả nhà. Cua năm nay thì có giá hơn mỗi năm nha, nên cả nhà nào mà ăn cua thì đặt chốt em đem về giao nha cả nhà. Con nhỏ nhỏ như thế này nè là 200 nè. Nhỏ như thế này là 200 nè cả nhà. Rồi cua mà hơi lớn nhất một xíu á thì nó là 250 nha. Đây những cái loại này là 250 nè. Loại nhỏ nhỏ này chắc cỡ 6 con, 5 con, 6 con hoặc là 7 con 1 kg cả nhà là 200 nha.